thủ môn Trần Minh Toàn, quê quán, sự nghiệp, chiều cao và cơ duyên đến với đội tuyển Việt Nam. Thủ môn Trần Minh Toàn từng nằm trong thành phần tuyển U19 Việt Nam năm 2014 thời huấn luyện viên Guillaume Gritchen, nhưng phải gần 9 năm sau, anh mới thực sự bước ra ánh sáng. Mùa giải 2023 có lẽ là bước ngoặt trong sự nghiệp của thủ môn này. Trần Minh Toàn đến BKMX Bình Dương như thế nào? Đầu mùa, câu lạc bộ BKMX Bình Dương phải làm mới vị trí thủ môn khi gương mặt kỳ cựu Trần Đức Cường quyết định giải nghệ ở tuổi 38. Trước bối cảnh đó, ban lãnh đạo Bình Dương muốn chiêu mộ Phạm Văn Phong, thủ thành số 1 của Sài Gòn Fan Club trong giai đoạn 2019-2022. Tuy nhiên, huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Đức Cảnh khuyên đội nên chọn Trần Minh Toàn, thủ môn thứ 3 và mới chỉ có 14 lần ngồi ghế dự bị trong suốt 2 năm ở Sài Gòn Fan Club. Và đó cũng là câu chuyện khiến nhiều nhân vật am hiểu nội tình câu lạc bộ BKMX Bình Dương nể phục con mắt nhìn người của thầy Cảnh. Bởi lẽ, quyết định đó đã góp phần không nhỏ, đưa Trần Minh Toàn ra ánh sáng. Sau 10 trận bắt chính cho Bình Dương, dù không thể giúp đội bay cao trên bảng xếp hạng, song tài năng của Trần Minh Toàn đã được ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam ghi nhận. Đặc biệt, họ ấn tượng với phản xạ cứu thua, khả năng ra vào chống bóng bổng của Toàn. Trần Minh Toàn và đội tuyển Việt Nam. Ngày 2 tháng 6 năm 2023, cái tên Trần Minh Toàn xuất hiện trong danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam. Điều này thậm chí còn khiến chính người trong cuộc bất ngờ. Minh Toàn kể lại, lúc danh sách được công bố thì tôi đang ngủ. Khi được một người anh gọi điện thông báo thì tôi mới biết. Tôi thấy mừng, tự hào nhưng cũng còn phải nỗ lực nhiều. Nói thêm về điểm mạnh cũng như điểm cần cải thiện, Minh Toàn nói, vì tôi cao nên tôi tự tin trong ra vào bóng bổng. Ngoài ra tôi còn có phản xạ. Tôi tự cảm thấy phải còn cải thiện khả năng chơi chân, vì chân tôi chưa ngon lắm. Sau 8 năm, thủ môn quê Tây Ninh này mới có một lần nữa ăn cơm tuyển. Năm 2014 khi U19 Việt Nam được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Guillaume Gritchen với lứa cầu thủ rất hút tiêu, Trần Minh Toàn chỉ gây được sự chú ý bởi chiều cao 1m86, tốt nhất đội hình. Dù có tên trong danh sách đội trẻ Việt Nam tại 3 giải đấu quốc tế gồm U22 Đông Nam Á, U19 Đông Nam Á và U19 Châu Á, Minh Toàn không để lại quá nhiều ấn tượng. Năm 2015, huấn luyện viên Toshiya Miura cũng từng triệu tập Trần Minh Toàn nhưng thủ môn này không được giữ lại trong danh sách dự SEA Games 28. Nhưng với những người thường xuyên theo dõi bóng đá trẻ Việt Nam, Trần Minh Toàn tất nhiên không thoát khỏi vùng quan sát. Bởi cho đến tận thời điểm này, số lượng những thủ môn cao xấp xỉ 1m90 và bắt chính ở các giải chuyên nghiệp vẫn chỉ đếm không quá một bàn tay. Trần Minh Toàn cao, đậm người, vai rộng nhưng chân tay vẫn linh hoạt, phản xạ nhanh. Đó là tố chất đáng để kỳ vọng cho tương lai. Tuổi thơ và sự nghiệp của Trần Minh Toàn. Thuở bén duyên với bóng đá học đường, Trần Minh Toàn xuất phát điểm là tiền đạo của trường trung học cơ sở huyện Trảng Bàng. Đến năm lớp 9, trong một lần các thầy thử đưa cậu xuống khung thành, Minh Toàn tỏa sáng, thậm chí được gọi lên luôn U15 Tây Ninh thi đấu các giải trẻ quốc gia. Chia sẻ với Sporting News Việt Nam về giai đoạn đầu chơi bóng, Minh Toàn tếu táo nói, hồi đó tôi được xếp đá tiền đạo, chứ chưa thích đá vị trí nào. Lúc đó, chơi hội khỏe Phù Đổng Tỉnh, tôi đá dở quá, trong khi thủ môn của đội cũng mắc sai lầm. Vậy là các thầy cho xuống bắt gôn luôn. Lúc đó tôi cũng cao trên 1m70, hơn cả Cúc so với các bạn. Vậy là từ đó đứng gôn luôn. Rồi chỉ sau 2 năm, Minh Toàn có xuất lên đội 1 của xi măng Phi Cô Tây Ninh. Khi sự nghiệp đang đi đúng quỹ đạo, một tai nạn không may ập đến. Trong một buổi tập vào đầu năm 2016, Minh Toàn bỗng dưng bị đau quanh bụng. Đến tối, cơn đau dữ dội khiến anh phải nhập viện và nhận kết quả bất ngờ. Anh bị xuất huyết nội tạng và phải cắt bỏ lá lách. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của chàng trai sinh năm 1996 giảm sút và bị ốm tập nhiều hơn. Hôm đó ở phần tập sút của đội, tôi bay người sai kỹ thuật, khuỷu tay tự đập vào sườn thành ra chấn thương như vậy. Sau ca mổ, tôi không có ý định từ bỏ bóng đá, cái nghề đã theo mình từ nhỏ rồi. Tôi cứ cố gắng tập luyện từng ngày để cơ thể dần tốt hơn. Tập thêm nhiều bài tập trong phòng gym để cơ thể trở nên cứng cáp.
thời gian đó thực sự cũng khó khăn vì làm thủ môn mà không bay người được thì cũng không ổn. Minh Toàn nhớ lại quãng thời gian khó khăn nhất sự nghiệp. Đến cuối năm 2016, Trần Minh Toàn trở lại với sự nghiệp bóng đá và thi đấu khá nổi bật trong màu áo U21 Đồng Tháp dạng cho mượn tại giải U21 quốc gia. Năm 2017, Trần Minh Toàn trở lại câu lạc bộ xi măng Fico Tây Ninh và thường xuyên được trao cơ hội ra sân. Đến năm 2019, thủ môn cao 1m86 này có vị trí chính thức. Ở mùa 2020, anh giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng. Sau khi đội bóng Tây Ninh giải thể, Trần Minh Toàn phiêu bạt về Sài Gòn Fan Club rồi hiện tại là B Bình Dương, nơi anh đang được huấn luyện viên Nguyễn Đức Cảnh chăm chút từng ngày. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.